Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin truyền hình của Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thanh thành phố Châu Đốc. Hôm nay Chủ nhật ngày 26 tháng 11 năm 2023, trong bản tin truyền hình hôm nay, chúng tôi xin điểm lại một số tin nổi bật diễn ra trong tuần trên địa bàn thành phố. Kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Trong tuần, tại thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang, ban tuyên giáo trung ương chủ trì phối hợp với tỉnh ủy An Giang tổ chức hội nghị tuyên truyền công tác biên giới trên đất liền Việt Nam Campuchia năm 2023. Hội nghị được nghe ba chuyên đề liên quan đến công tác biên giới do các báo cáo viên Trung ương báo cáo, gồm chuyên đề báo cáo về tình hình Campuchia, quan hệ Việt Nam Campuchia và phương hướng hợp tác trong thời gian tới do đồng chí Nguyễn Minh Tâm, vụ trưởng Vụ Lào Campuchia, Ban Đối ngoại Trung ương báo cáo chuyên đề công tác quản lý bảo vệ biên giới quốc gia kinh nghiệm xử lý các vấn đề phát sinh trong quản lý bảo vệ biên giới của bộ đội biên phòng và một số vấn đề lưu ý đối với lực lượng tham gia quản lý và bảo vệ biên giới trên địa bàn tỉnh an giang trong tình hình hiện nay do thiếu tướng nguyễn hoài phương phó tư lệnh bộ đội biên phòng báo cáo chuyên đề tình hình biên giới trên đất liền việt nam campuchia và một số vấn đề cần lưu ý đối với công tác biên giới tại tỉnh an giang trong tình hình mới do đồng chí phó hoàng hân phó Ủy trưởng, vụ biên giới phía Tây, Ủy ban biên giới quốc gia, Bộ ngoại giao báo cáo. Việt Nam và Campuchia là hai nước láng giềng có vị trí địa lý, chính trị rất quan trọng. Trong những năm gần đây, dưới sự lãnh đạo của hai Đảng hai nhà nước các cấp các ngành địa phương và doanh nghiệp hai bên đã chủ động phối hợp tích cực triển khai thực hiện các hiệp định thỏa thuận hợp tác giữa hai chính phủ và chương trình hợp tác giữa các bộ ngành địa phương kết quả đạt được trên các lĩnh vực đã góp phần quan trọng vào việc giữ vững ổn định chính trị phát triển kinh tế xã hội bảo đảm quốc phòng an ninh ở mọi nước tiếp tục củng cố và tăng cường mối quan hệ láng giềng tốt đẹp hữu nghị truyền thống hợp tác toàn diện bền dững lâu dài việt nam campuchia đồng thời góp phần nâng cao vị thế của hai đảng, hai nước, đóng góp tích cực cho hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới. Riêng tỉnh An Giang có đường biên giới dài khoảng 98 km, giáp giới hai tỉnh Cần Đan và Tà Keo, Dương quốc Campuchia, khu vực biên giới với 18 xã phường thị trấn của năm huyện thị xã thành phố biên giới, thành phố Châu Đốc, thị xã Tân Châu, thị xã Tịnh Biên, huyện Tri Tôn và huyện An Phú với hai cửa khẩu quốc tế Vĩnh Sương Tịnh Biên, hai cửa khẩu chính Khánh Bình, Vĩnh Hội Đông, một cửa khẩu phụ Bắc Đai và nhiều đường mòn lối mở qua lại dọc biên giới. Thời gian qua, tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang luôn quan tâm chỉ đạo thường xuyên các cơ quan chức năng thực hiện tốt công tác quản lý bảo vệ biên giới, đạt được nhiều thành quả tích cực. Hàng năm, tỉnh An Giang đều tổ chức họp định kỳ với chính quyền hai tỉnh Cần Đan và Tà Keo, Dương quốc Campuchia để kịp thời giải quyết các vấn đề phát sinh. Đảm bảo giữ vững đường biên giới hòa bình, ổn định, tỉnh đặc biệt quan tâm công tác tuyên truyền, vận động nhằm nâng cao nhận thức của nhân dân hai bên khu vực biên giới, giải nghĩa quan trọng đối với việc xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển, củng cố niềm tin, tình đoàn kết, tạo được sự đồng thuận và tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho hoạt động quản lý, bảo vệ đường biên mốc giới. Đến thời điểm hiện tại, công tác phân giới cắm mốc Biên giới đất liền của tỉnh đã đạt được những kết quả theo đúng yêu cầu của chính phủ, hoàn thành nhiệm vụ 84% phân giới cắm mốc trên toàn tuyến biên giới. Trong tuần, Trường Mẫu Giáo Hoa Hồng tổ chức lễ kỷ niệm 41 năm Ngày Nhà Giáo Việt Nam 20 tháng 11 năm 1982-20 tháng 11 năm 2023 và đón nhận bằng công nhận Trường đạt chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục cấp độ 3, đạt chuẩn quốc gia mức độ 2. Trường Mẫu Giáo Hoa Hồng được thành lập năm 1976 với tên gọi Trường Mẫu Giáo B, tọa lạc tại khóm Châu Quế 3, phường Châu Phú B. Năm 1990, Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang ban hành quyết định đổi tên trường thành trường mẫu giáo Hoa Hồng. Đến tháng 4 năm 1920, trường chuyển về cơ sở mới khang trang hiện đại, có tổng diện tích hơn 8.000m2, có 37 phòng, các phòng chức năng đạt chuẩn theo quy định, được trang bị đầy đủ trang thiết bị đáp ứng tốt cho việc chăm sóc giáo dục trẻ. Trường có sân chơi rộng, được thiết kế phù hợp, độ tuổi mầm non, có cây xanh, giường qua, giường cây, khu trải nghiệm, khu phát triển vận động những năm qua, trường tích cực đổi mới công tác quản lý, xây dựng đội ngũ giáo viên đủ số lượng, chuẩn về trình độ chuyên môn. Trường có 100% giáo viên có trình độ đạt chuẩn, 78,26% giáo viên trên chuẩn. Chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ từng bước nâng cao, tỷ lệ quy động trẻ mẫu giáo đạt 100%. Trong tuần, Đảng ủy Quân sự thành phố Châu Đốc tổ chức hội nghị phiên cuối năm 2023. Năm 2023, Đảng ủy Ban Chỉ huy Quân sự thành phố Châu Đốc đã lãnh chỉ đạo lực lượng vũ trang thành phố thực hiện toàn diện trên các mặt công tác quân sự quốc phòng địa phương, duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, nắm tình hình địa bàn, tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2023 đạt tỷ lệ 100% dẫn động nhà hảo tâm xây tặng 12 nhà đồng đội, nhà đại đoàn kết cho lực lượng dân quân dự bị động viên và thanh niên nhập ngũ có hoàn cảnh khó khăn, phối hợp ban ngành đoàn thể khám cấp thuốc miễn phí cho 400 lượt gia đình chính sách và nhân dân trên địa bàn với tổng số tiền 40 triệu đồng, dẫn động cất 6 căn nhà đại đoàn kết cho gia đình chính sách, hộ nghèo trong chương trình Tết quân dân với tổng số tiền 300 triệu đồng. Năm 2024, Đảng Quỹ quân sự thành phố Châu Đốc tiếp tục tham mưu thành ủy, ủy ban nhân dân thành phố thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự quốc phòng địa phương, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, xây dựng khu vực phòng thủ thành phố ngày càng vững chắc. Đồng thời chủ động phối hợp chặt chẽ các lực lượng xử lý có hiệu quả các tình huống giữ dữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên tuyến biên giới, thực hiện có hiệu quả chuyên đề toàn khóa về học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh và ba khâu đột phá: tập trung xây dựng đảng bộ quân sự thành phố trong sạch vững mạnh, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, mẫu mực tiêu biểu, xây dựng nền nếp chính quy, chấp hành nghiêm kỷ luật, nâng cao trách nhiệm cán bộ đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ, bảo đảm tuyệt đối an toàn thông trong tuần ban chỉ đạo công tác gia đình và phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa thành phố Châu Đốc tổ chức hội nghị tuyên truyền về phòng chống bạo lực gia đình năm 2023 hội nghị đã thông tin một số nội dung của luật phòng chống bạo lực gia đình các biện pháp phòng ngừa bạo lực gia đình bảo vệ hỗ trợ xử lý vi phạm trong phòng chống bạo lực gia đình Thông qua hội nghị nhằm giúp hội viên các câu lạc bộ trang bị thêm kiến thức cơ bản về luật phòng chống bạo lực gia đình, các kỹ năng phát hiện giúp đỡ nạn nhân của bạo lực gia đình, qua đó tuyên truyền đến người thân trong gia đình và nhân dân các vấn đề liên quan đến phòng chống bạo lực gia đình, góp phần nâng cao hiệu lực hiệu quả trong thực thi pháp luật về phòng chống bạo lực gia đình. Trong tuần, Ban Chỉ huy Quân sự thành phố Châu Đốc tổ chức hội nghị tổng kết nhiệm vụ quân sự quốc phòng địa phương năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024. Năm 2023, các cấp, các ngành, cơ quan đơn vị và lực lượng vũ trang thành phố Châu Đốc đã triển khai toàn diện đồng bộ trên các mặt công tác quốc phòng quân sự địa phương và đạt nhiều kết quả tích cực lực lượng vũ trang thành phố được xây dựng dẫn mạnh toàn diện chất lượng chính trị trình độ sẵn sàng chiến đấu được nâng cao là nòng cốt trong thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng địa phương góp phần giữ vững an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội củng cố lòng tin trong nhân dân thành phố châu đốc đã hoàn thành tốt nội dung chương trình huấn luyện theo quy định các đơn vị dân quân tự vệ tổ chức huấn luyện chặt chẽ nghiêm túc bảo đảm nội dung thời gian trong công tác tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ châu đốc đã bàn giao đủ số lượng chất lượng cho các đơn vị nhận quân Ngoài ra, lực lượng vũ trang thành phố làm tốt công tác dân vận, lao động giúp dân với những việc làm cụ thể như vệ sinh môi trường, tham gia di dời các nhà, thu hoạch qua màu, được 985 ngày công lao động với 985 lượt đồng chí tham gia. Tổ chức hoạt động giao lưu thể dục được 6 cuộc với 305 lượt đồng chí tham gia, tham gia phòng chống khắc phục hậu quả thiên tai được 2 cuộc với 64 lượt đồng chí tham gia, công tác chính sách đối với quân đội và hậu phương quân đội các hoạt động đền ơn đáp nghĩa được tiến hành thường xuyên Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban nhân dân thành phố Trần Quốc Tuấn biểu dương những kết quả đã đạt được của ban chỉ huy quân sự thành phố trong thời gian qua, đồng thời nhấn mạnh lực lượng vũ trang thành phố cần tiếp tục thực hiện tốt các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quân sự quốc phòng địa phương, tập trung chỉ đạo xây dựng lực lượng vũ trang thành phố có khả năng sẵn sàng chiến đấu cao, xây dựng thành phố thành khu vực phòng thủ vững chắc, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới, kết hợp chặt chẽ giữa nhiệm vụ quân sự quốc phòng địa phương và giới xây dựng và phát triển kinh tế xã hội. Thưa quý vị và các bạn, bản tin truyền hình của Trung tâm văn hóa thể thao và truyền thanh thành phố châu đốc đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.